Hôm nay em xin phép là ra mắt cái đoàn lô tô mới luôn nha quý vị nha. Dạ, đoàn lô tô rằm tháng 7 của em với lại chị Trang. A Di Đà Phật, cúng dường A Di Đà Phật. Dạ rồi. Này, các bà tập trung nha. Ai mà có bầu, chuẩn bị có bầu hoặc tối nay có đối tượng giao cấu cứ yên tâm. Đất của Sô Chu của A Béo là nó 5 năm. Đẻ xong con 3 tuổi đi chơi chức chức mới bắt đầu nhậu. Bà đừng lo. Nhưng vấn đề bà còn trứng không? Trứng còn đầy nhưng vấn đề trứng lết con nảy được mầm không? Được má. Nghi lắm má, con thấy má nảy mơ mà. Trời má ơi. Vâng, dạ rồi. Bây giờ chị Trang lần đầu tiên chắc là quý vị sẽ được thưởng thức chị Trang cùng với em ra một cái đoàn lô tô mới nha quý vị. Dạ. Dạ để cho có đại cho anh. Em quay nha các bác nha, em quay. Em quay cuồng trong mơ. Em quay cuồng trong mơ hồ. Loài người như cái gì. Không được lời đấy má ơi. Em cũng vậy không được. Em được 3 triệu đồng. Nâng ly lên, uống vào ly, tăng sức nào. Vâng, chúc mừng quý vị với đồng loại sở lá bé màu vàng đầu tiên gặp thật nhiều may mắn. Chốt đi đây mày, đi ra còn phải đi lên chốt đi đây. Chốt đi đây còn phải đi đây mày, đi ra còn phải đi lên chốt đi đây. Xin mời cô bác coi những dòng này trở lại đây nghe cứ số đó là con hát còn mày gì đây. Chốt đi đây to lá bé màu vàng. Mày đi đây, hội chờ rất đông vui. Chúng em xin mời bà con ghé chơi. Lô tô người ơi, lô tô hôm nay được cây đặt cây như dòng trời. Quân đại lý của chúng em tuy là người dân nhưng có nhiều tấm đẹp có nhau. Nó vui cho đời nhưng hắn hay cho mình. Nó vui theo ánh đèn sân khấu. Số gì ngày mai chỉ ta còn ở đây. Trời, chị quay nãy giờ nửa tiếng mà không ai cái nào hết thì chị. Trời ơi, chết em rồi. Nó làm đôi quá.
búa. Khi xưa Alibaba vào nhà người ta các con vượt ra. Alibaba. Khi xưa Alibaba vào nhà bắt con người ta cưới quân trở ra. Alibaba. Con ba ba, con ba ba. Ba 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 mi tí ba mi má. Ba 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 ba. Hai số ba là bi ba ba mấy gì nữa. Mấy gì đây con cờ gì đây con cờ gì đây con cờ gì đây. Cái này được là chị. Em đêm vừa trắng lại vừa tròn, bởi nổi ta chìm với nước buồn. Tổng là con chú bè, tánh bảo người ta là chú con thúy, con thúy, con thúy. 21, 21. Hay quá chị Giang ơi. Thầy dạy lô tô với chị là ai vậy ra đi học đấy con. 21, 21, 21, 21, 21, 21. Số gì đây mày đi ra con cầu gì đây? Số gì đây con cầu gì đây mày đi ra con cầu gì đây con cầu gì đây? Con cầu gì đây? Từ là từ phụ tương báo thiên sắc phong đơn giản. Vào xa lúc trong tình trạng năm màu cánh màu vàng. Em uống trong tình trạng ôi dàn dàn, ôi dàn dàn hoặc đau ứ ứng bốn mươi tư. Con cầu gì đây 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 con
gì để chấp nhận anh thời điểm là có duyên. 40 quyền còn 40 con bố chồng con bố chết không 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 con bố chồng mày gì đây con gọi gì đây con gọi gì đây con gọi gì đây cao cao đơn lừa xuống có hai người đầy nhau đường phố ơi hãy im lặng để hai người bấu nhau để con 16 con 16 con 16 con 16 số gì nữa mấy gì đây con gọi gì đây con gọi gì đây con gọi gì đây hai 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 gì đây anh hãy buông áo em ra để em đi bán một bề bánh kẹp là 28 28 có ai chụp chưa em kêu nữa cái lòng sầu rồi đâu quý vị. Mọi người đang thách thức em hay sao vậy? Có phải là mọi người anh nhỏ nhạc ở dưới em không? Dạ có phải là mọi người đang đến đợt một câu đưa bài không? Cái gì đâu mà thấy ngồi kêu hoài không ai kinh thiệt vậy đó hả? Em năn nỉ mấy anh chị kinh rồi đây sắp hết bài rồi đó. Vậy đó hả? Hôm nay là thứ bảy anh dẫn em đi nhảy. Đi nhảy đi nhảy quậy 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 hài cái hài cái hài. Con số 7 con số 7 con số 7 con số 7 bảy gì đây con gọi gì đây con gọi gì là chiếc lá cờ hơn xích lô ở dừng xe. Trời ơi mơ Phật. Dạ ai mới cứu em vậy? Anh lên đây anh. Em muốn trao cho anh một cái nụ hôn đầu đời của em. Chị hả? Chị lên đây chị. Chị đừng có ngại. Không sao đâu chị. Chúng tiền hả? Dạ rồi. Hàng số 7. Số 7 có 1. Chị ơi chị trúng thì đó chị. Chị ơi em nói thiệt chị nghe cả đời cả kiếp từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ em chưa bao giờ được trúng cái sổ chị. Trúng luôn hả? Đồng ý chị nhường cho em được không? Em không có trúng hàng, em không có dính hàng nào hết chứ. Tức là em ao ước em được trúng cái số một lần. Một số em chị không có năn nỉ được á chị. Chị cứ từ khi tối chứ làm gì ghê dữ vậy? Dạ, ở đây mình gọi là trúng số chứ thiệt sự ra lô tô tụi em đi hát người ta gọi là có kinh và chúc mừng chị đã có kinh nha. Dạ rồi, số 7 vừa điểm chiêu qua có 1, số 18 có 2, 33, bia 33 có 3 và 54, hoàn toàn hợp lệ với 4 con số 7, 18, 33 và 54. Vâng, xin chúc mừng chị gái. Dạ rồi, phần thưởng đặc biệt cho chị là một chuyến xúc mình sang con có đêm nay nha chị nha. Chị có dẫn theo chồng không? Hay là em trai? Em trai, ok, em xúc anh em của chị được. Dạ chị dường cái phòng này lại ha chị ha. Chị có thể lấy 5 chai soju với lại một cái cây xa hút vui vẻ được rồi. Còn riêng anh dạ ra bãi giữ xe xúc bình với em nha. Đi ra đây đi đi. Em chảy mồ hôi quá trời em mệt lắm em nói thiệt á. Anh đang tiếp sức mùa thi cho em vượt lên chính mình xíu coi. Vâng nói đùa như vậy thôi quý vị. À không biết là bây giờ có ai có thể giúp em tham gia tiếp mục